Ok, mình trên đường đi thôi. Mình trên đường đi thôi nha. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Sao tối qua Bella ngủ, Bella có bị nightmare không con? Ba bị nightmare, con muốn nghe nightmare của ba không? Nightmare của ba là có một người kia, họ cứ đi theo ba rồi họ collect ba, họ tìm cách ba chạy mà chạy không được. Mình đấu cho mình dãy dũa trên giường nhưng mà mình cảm giác mình không chạy đâu, ba biết không? Đó. Lạ lùng mà. Một cái lạ lùng hả ba? Ta thấy buổi sáng khó dậy không? Tại mệt quá mình không ngủ đủ á. Nên mỗi ngày con phải đi học đi ngủ sớm hơn. Ê, mẹ ăn bé đó tới tìm mình kìa. Asusa. Ta nghe nghe tên nói chưa? Asusa. Tên thì lạ lùng thôi. Hết cách nói. Tên Asusa. Giống như tên của ba là Ba Cường Ba La. Ôi mình Asasusa đó con, tên lạ không? Rồi cái ba tên còn ba không biết là lý do tại sao sao mà ba có thể ghé cái để làm không anh được đây. Ba biết tên chứ. Tên của ba là tên Asasusa. Tên ba không hiểu được đó. Ba không hiểu tên đó. Bella, sáng sớm mà cả la gì vậy con? Sáng sớm không la, ok. Con lúc con cũng lên hả? Con không có thể la nhưng mà con không có chuyện nói nữa hả? Nope, sáng sớm là mình phải vui vẻ. Chứ I mình la. know, but everyone wants to be happy, then why are you making me mad? Tại sao ba làm mẹ ba nói chuyện với đàm thoại với con thôi mà. À, nói gì đoạn thoại? Nói gì? Cái đó mà gọi là anh nói chuyện thần thoại hả? Bây giờ Bella muốn bà không nói chuyện với con hả? Hả? Ok, nếu vậy Bella nhắm mắt. Talk too much and I don't think that you talk. I just don't mean things and things. Those things are not important things now. Ok, bà hiểu rồi, bà không nói chuyện nữa thôi. Nhắm mắt là ngủ đi. I need to know who's sweet and all the stuff for learning. Sweet? I already know that, okay? How many times? Sweet? I already know that well because it is so sweet. It has to be does not this English that I need to know and history and other stuff learning. Learning, huh? If it's important. If it's important. Isn't everything important things? Thì chợp mắt đi. Nhắm mắt lại đi.
Thank you.